chào các bạn, tôi đến từ câu lạc bộ Koki Buffalo Gym tại Việt Nam. Tôi là Nguyễn Ngọc Hải. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật của hai đòn đánh, đòn thẳng tay trái và đòn thẳng tay phải. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuẩn bị ở tư thế ban đầu, hai tay cao, đồng thời mùa chân trái ta sẽ bước lên trên, giữ khoảng cách với cái bao. Đòn đây là đòn đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn đòn đánh thẳng của tay trái. Thì các bạn sẽ phải nhấn bước tới, bước nhấn vào trọng tâm vào chân trước, đồng thời bung tay trái thẳng ra, tay phải vẫn cao. Đây là đòn thẳng tay trái, mình sẽ làm lại. Bạn phải giữ trọng tâm của bạn lên chân trước, chân trước bám chắc, tay phải, tay trái đánh thẳng, duỗi hết thẳng tay, cầm cúi và đồng thời tay phải cao. Mình sẽ làm lại.